Em chào tất cả các bác ạ. Ở bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Hôm nay thì em có về cái đất Nhật Akadama là loại này. Loại này là loại rẻ hơn các bạn. Đợt trước thì em có bán cái loại là Akadama mà cái chữ của nó hình như màu cam hay sao, màu vàng cam ấy, hồng hồng gì đấy. Loại đấy thì đắt hơn. Đợt trước loại đấy thì có vào hơn 300, hình như là 330 một bao ấy. Nhưng mà loại này thì có 250 thôi. Loại này thì nó rẻ hơn. Ở một bao thì thể tích của nó là 14 lít, thì lúc nãy em cân là được 9 cân rưỡi các bạn ạ. Và kích thước của nó đấy, kích thước của nó là 6 đến 12 mm. Ở loại đất Nhật thì các bác trồng để trồng địa lan này, trồng địa lan, trồng lan kiếm cũng được. Ở địa lan thì đặc biệt là những cái dòng địa lan tàu ấy, các bác trồng với đất Nhật thì nó lên rất là tốt, và nó hầu như là không, đất của nó có nghĩa là những cái mầm bệnh đã bị diệt sạch rồi, cho nên là cây sẽ ít khi bị nấm bệnh và bị chết ra. Đây có nghĩa là độ nung của nó đã lên 300 độ C này. Bao này là 250.000, 250.000 một bao bao ship thôi ạ. Mùa này cũng bắt đầu đến mùa trồng địa lan rồi, các bác mà cần đất thì các bác liên hệ em. Nay thì em có về thêm cái phân thuốc nhà em vừa mới về này, kích hoa của Thái 35.000. Đây là kích hoa Thái. Về kích hoa thì nhà em có kích hoa Thái này của Gromor thì có 630-30. 630-30 là 27.000 một lọ. Còn kích hoa này, kích hoa Thái này là 35.000, lọ là 250 ml. Ngoài ra thì có về Super Superos B1 các bạn. Superos B1 thì lọ này là 30.000 một lọ, lọ 100 ml. Về B1 thì em có B1 Thái này, B1 Thái thì có lọ 100 ml là 25.000, lọ 500 là 85, còn lọ 1 lít là 140. Còn Super Rose này, Super Rose B1 thì nó thành phần của nó có rất là nhiều những thành phần khác nhau các bạn. Nó như kiểu là đấy, cái này là 30.000 các bạn, Super Rose B1 là 30.000. Movento trị dẹp này, Movento trị dẹp vẫn là 110.000 một lọ. Thì sắt đốm lá Anvin vẫn là 40.000 ạ. Siêu lân đỏ ạ, siêu lân đỏ thì là 25.000. Đây mùa này các bác kích hoa thì có thể dùng siêu lân đỏ này, siêu lân xanh này, rồi B1, rồi kích hoa Thái, hoặc là sản phẩm của Gromor thì sẽ có 630-30 là kích hoa. Bên năm ạ, bên năm Hùng Nguyễn thì nhà em còn có hai bao. Bên năm thì bên năm của Hùng Nguyễn cái này là 120.000 một bao các bạn, bao gồm có 4 cân. Đây là bên 5 với bên 1, bên 5 thì hạt nó sẽ to hơn bên 1 các bác nhé. Nên là các bác nhận hàng thì mình sẽ để ý một chút, tại vì có thể là có sự nhầm lẫn chẳng hạn. Đây này, bên 5 thì hạt nó khá là to, bên 1 thì sẽ nhỏ hơn hạt một chút. Đây các bác nhận hàng thì để ý một chút ạ, để ý tại vì giá cả của bên 5 với bên 1 thì nó lệch nhau gần như là một nửa các bạn. Gần bên 1 thì đắt gần như là gấp đôi so với bên 5 ấy, cho nên là mình nhận hàng mình sẽ để ý hơn. Cái bên bên 5 này thì em sẽ bán theo bao thôi. Bán theo bao, một bao của nó là 4 cân thì là 120.000, bán theo bao. Không bán lẻ, cái bên 5 thì em không bán lẻ. Còn bên bên 1 ạ, bên 1 bao 10 cân. Bên 1 bao 10 cân thì em đang bán là 470.000 một bao. Các bác lấy nửa bao là 240. Ngoài ra thì bên hộp thì nhà em vẫn có các bạn, bên hộp 1 cân. Bên hộp 1 cân thì là 55.000 một hộp. Đấy, ngoài ra thì những sản phẩm của Gromor này 6 30 10 10 rồi 6 30 30 20 đều nhà em vẫn có đầy đủ các bạn. Thì giá của nó là 27.000, 27.000 một lọ như thế này. Lọ 100 g. Sản phẩm của Gromor thì cái này là cái thẻ ghi tên ạ, thẻ ghi tên cái này là 33.100 cái. 33.100 cái thẻ ghi tên lan. Các bác cứ sưu tầm ấy, các bác sưu tầm về xong là các bác ghi tên vào các bạn, không thì cũng hay quên lắm, tại vì cũng chả nhớ được mấy đâu. Lúc đầu thì mình nhớ thôi, nhưng mà giờ về sau để lâu lâu là mình quên mất luôn. Super Kali ạ, Super Kali nó sẽ giúp cho cây là hoa nhiều này, thắm màu và lâu tàn. Đấy đấy là những cái sản, những cái phân thuốc mà hôm nay nhà em về còn có một số loại nữa. Chủ yếu hôm nay giới thiệu với các bác về đất Nhật, tại vì bây giờ cũng bắt đầu chuẩn bị vào mùa, bây giờ cũng là mùa thu, là mùa địa lan rồi, vào mùa trồng địa rồi. Sẽ có địa lan tàu này, rồi địa lan bên mình, rất là nhiều loại khác nhau. Các bác mà trồng thì trồng được bằng đất Nhật thì rất là tốt luôn ạ. Ngoài ra thì nếu mà trồng địa lan thì không có đất Nhật thì các bác cũng có thể trồng
xử lý giá thể của mình xử lý kỹ hơn một chút là được. Vỏ chấu hun này, vỏ chấu hun trộn với đá này, mình cứ xử lý kỹ một tí là được các bạn. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác mà cần những cái loại nào thì các bác liên hệ ủng hộ em. Em chào tất cả các bác.